Cây keo dầu còn gọi là cây táo nhân, cây bò chép, cây bình linh, cây keo dung là loại cây gỗ nhỏ sinh trưởng ở vùng nhiệt đới, tán rồng, vỏ cây có màu xám. Cây keo dầu có khả năng chịu hàng tốt và có thể duy trì bộ lá xanh trong suốt mùa khô. Năng suất chất xanh đạt từ 40 cho đến 45 tấn trên 1 hecta trên 1 năm. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của cây keo dầu khoảng 30 cho đến 31%, protein thô từ 21 cho đến 25%, sơ thô từ 17 cho đến 18%. Ưu điểm lớn nhất của cây keo dầu là có tác dụng phòng ngừa giun sáng, ký sinh trùng sinh sống trong hệ tiêu hóa của dê. Dê ăn nhiều cây keo dầu trở nên béo vì đào thải được trứng giun ra khỏi cơ thể.